Ngày đầu năm mới 2022, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng của cựu chiến binh Đàm Điệt, sinh năm 1931, trao tặng quỹ phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Dù đây là số tiền lương hưu đã dành dụm tiết kiệm dưỡng già của vợ chồng cụ Điệt, nhưng với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng các cơ quan đơn vị chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vợ chồng cụ Điệt vẫn quyết tâm lấy số tiền trên để ủng hộ. Lúc nhận số tiền ủng hộ từ cụ Điệt, lãnh đạo xã cũng rất băn khoăn bởi địa phương chưa từng tiếp nhận khoản tiền nào lớn như vậy từ một cá nhân nên đã gọi điện cho người thân của cụ. Sau khi xác nhận biết cả hai cụ và các con đều đồng lòng nhất trí ủng hộ cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch, chủ tịch xã và lãnh đạo địa phương mới yên tâm tiếp nhận số tiền này.